Xin kính chào toàn thể quý khán, và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở tại gia đình nhà anh Khoái ở tại thành phố Hưng Yên. Và trong video clip của ngày hôm nay thì tôi sợ em có bàn giao và cũng như lắp đặt xong xuôi vào gia đình của nhà khách hàng đây. Thì các bác có thể nhìn ngắm và cũng như là chiêm ngưỡng về sản phẩm này, bao gồm là một bộ bàn ghế hàng Minh Quốc voi chiến, hàng cột 12 và là hàng chân 14. Đấy, bộ sản phẩm 6 món theo cái kê với cái không gian gia đình hình chữ H. Như trên màn hình thì nhìn với cái những kiểu dáng nhà ống này thì kê rất là đẹp. Đấy, bao gồm một bộ bàn ghế hàng cực kỳ là VIP và đỉnh cao. Và sản phẩm này hôm trước em đã que mộc tại xưởng và cũng như là công đoạn hoàn thiện xong xuôi trước khi bán giao nhà khách hàng. Và hôm nay thì đã trực tiếp để lại trong nhà đây. Thì mọi người có thể nhìn ngắm và chiêm ngưỡng với không gian diện tích phòng khách rộng thì kê những cái sản phẩm này vào rất chi là phù hợp và đẹp luôn. Đấy, sản phẩm mẫu này thì cơ sở em đang làm theo cái lối phong cách hàng năm 2022 và nó thể hiện luôn một cái sự đẹp, cái sự sang trọng. Và cái sản phẩm này nó sẽ quá đặc biệt hơn, mà toàn bộ hàng là chọn lọc từ gỗ đến vân veo của sản phẩm mọi người nhá. Hàng chọn gỗ chọn vân, khung tranh dày 5 phân, ván mặt dày là 3 phân. Đấy, toàn bộ yếm dày 5 phân hết này, đục là 3 tầng cổ chỉ. Đấy, một lượt cổ luôn. Và hai lượt chỉ kép và cũng như là một lượt yếm đục xen dẹo voi. Và toàn bộ phần trương thì đều là trương liền nguyên một khối. Đấy, trương là trương liền nguyên một khối. Và sản phẩm này thì phun là màu trần để nguyên vân gỗ. Đấy, về phần phông vách đây, vách thì cũng được làm dày là 6 phân luôn. Đó, và toàn bộ là tay voi chiến liền khối. Đấy, tay voi chiến liền khối. Sản phẩm này là 6 món. Đấy, gồm một bàn 81S57. Đấy, mặt bàn 3 phân đục rất là sâu. Mặt bàn 3 phân đấy, đục rất là sâu. Và hai bên là hai chiếc ghế đơn này. Đấy, mọi người nhìn mà chiêm ngưỡng. Đấy, vân veo thì phải nói là tuyển chọn luôn. Đấy, đẹp từ không mộc. Và toàn bộ là cột, là cột 12 nhá. Cột là cột 12, chân 14 đây. Đấy, cột 12, chân 14. Đấy, rất là đẹp và đỉnh cao. Vân gỗ thì phải nói là tuyển chọn rồi. Để mà sở hữu sản phẩm này các bác là rất là đáng những cái đồng tiền bát gạo sở hữu ra. Đấy, ngăn kéo thì quét moi. Đấy, ngăn kéo quét moi. Toàn bộ combo sản phẩm này thì em đã được bàn giao lắp đặt cho khách hàng. Đấy, các bác là quan tâm thì có thể là liên hệ với cơ sở em, hoặc cũng có thể là về trực tiếp cơ sở ở tại là Liên Hà Đông Anh Hà Nội. Đấy, dành một chút thời gian thì cơ sở em có thể về cũng như là tư vấn hoặc có thể đo đạc cho mọi người, lựa cho mọi người những cái sản phẩm đẹp và chất lượng nhất về không gian của gia đình mọi người nhá. Đấy, sản phẩm bao gồm đây, phải nói là rất là tuyệt vời. Em sẽ quay cho mọi người mặt trước mặt sau. Đấy, mặt trước mặt sau hai hướng hai chiều. Đấy, hai chiều. Đấy, bị chủ khách đây. Đấy, anh khách hàng. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn, ý luôn. Đấy, và sau đây em xin kết thúc video, cũng như xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.